Em xin chào cả nhà nha. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ở vườn nhà em nó nở rất là nhiều cây hoa lan kiếm cả nha. Mùa này là mùa sinh sôi nảy nở, nảy mầm của nó, nên là cả nhà để ý đi, vườn của em rất là nhiều hoa lan luôn. Nào là trí, nào là huế, vị hoàng, vàng tây ninh, vàng anh, hồng thiên ân, trà giang, ngũ phúc, nhớ quỳnh. Trời ơi, nói chung là nhiều lắm, năm sao năm chiếc gì thái tây quân gì nó đua nhau, nó nở rầm rộ luôn. Thì ở bên cạnh em đang có một cây kiếm rất là đặc biệt, một cây kiếm của nước bạn Campuchia. Cả nhà ơi, cả nhà thấy không, em xin giới thiệu đến cả nhà mình cây kiếm phải nói nó rất là đặc biệt cho cả nhà xem nha. Hiện tại thì giống nó cũng chưa nhiều đâu, cây này thì nó cũng mới vừa được sổ vào năm 2021 thôi. Và châm thì châm được lấy từ bạn vườn lan Phương Trúc ở huyện Ngọc Minh, tỉnh Bình Phước. Thì bạn chia sẻ cho châm cái nguồn giống của cái cây hồng kiên ân này. Bạn nói là lúc đầu là bạn mua từ một bạn ở bên Campuchia, người Campuchia luôn, và bạn đem về bạn nuôi đại trà, có một cái vườn lan rừng nuôi đại trà ở trên tỉnh Bù Đớp, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước. Sau đó thì nó sổ ra cái cây hồng thiên ân này và bạn đem về ở cái vườn lan ở huyện Ngọc Minh của bạn. Thì bạn chia sẻ cho châm được 40 mấy thân. Nói chung là do là về bạn nó bỏ lăng bỏ đất mà không có chăm, nên là cái lá của nó cũng tầm trung cũng 5 cm 6 cm thôi. Nhưng mà bản chất của cái cây hồng thiên ân này là nó rất là to, cây thuộc dạng thân thủ, và lá thân thủ phi phàm và lá to thẳng cứng. Bạn đặt cái tên là hồng thiên ân giống như là một cái món quà đặc biệt mà thiên nhiên trao tặng cho gia đình bạn đó, nên là bạn lấy cái tên là hồng thiên ân. Cái tên rất là ý nghĩa luôn cả nhà. Cả nhà thấy nha, cái cây này nó rất là đặc biệt luôn. Nhìn cái củ này, bất kỳ một cái thân nào, bất kỳ một cái thân nào lên mà khi nó trưởng thành rồi thì cái củ của nó cũng to như thế này, như một cái lon bia. Em tưởng tượng đúng là như một cái chai lon bia, hoặc nhỏ hoặc như một cái chai nước suối ấy. Nó căng, nó tròn o như là một cái chai nước suối đầy vậy đó cả nhà. Đó, và cái lá, thân lá của nó thì có nhiều cái sọc xuống như thế này. Và cái cây này nó xuất phát từ núi rừng Campuchia, nên là nó không có xanh đậm lắm đâu, nó không có xanh như xanh Huế đâu, mà nó còn xanh, nó pha một chút xíu cái màu xanh của đập chuối. Nhưng mà mình nghĩ là mình về đây nếu mà mình thuần lâu ngày thì nó sẽ chuyển sang màu xanh đậm. Đó, cái củ của nó củ nào cũng thấy tròn o, lá thì chụp lá đẻ rất là tốt, khỏe, nhưng mà đẻ thì không nhanh lắm, đẻ cũng vừa, nói chung là đẻ thuộc dạng vừa. Nếu mà xét về làm kinh tế thì cây này làm kinh tế khá là tốt. Lá này là toàn là 5 sen mấy, gần 6 sen không nha cả nhà, một lùm như vậy đó. Nhưng mà nó toàn là 5 sen mấy, 6 sen. 5 sen, 5 sen mấy, 6 sen nè, cả nhà thấy cái lá của nó không? Nó thẳng cứng, thẳng tắp như thế này. Nó thẳng cứng, thẳng tắp lên như thế này, chứ nó không có nghiêng có ngã, mặc dù là bạn nó để trên cái vườn nó rất là rợp. Bạn để cái vườn đó cái chục ngàn cái chín rừng đó cả nhà, bỏ lăng bỏ lóc trên đó, nhưng mà nó còn thân thủ, nó còn bao phê như thế này. Cả nhà thấy cái cần hoa này thì em bỏ nó lâu rồi, em vừa định đi cắt đi, nhưng mà nghĩ đó thôi, quay video cho cả nhà cùng xem. Là nó 1m22, 23. Đó, nó dài đến 1m22, 23. Thì bất cứ một buổi giờ là vườn em sổ rất là nhiều hoa, nhưng mà cần hoa nào cũng trên 20 bông. Rồi, đây cả nhà xem cái hoa của hồng thiên ân nha. Đây, hoa hồng thiên ân, nhà thấy không, hồng thiên ân mặt hoa khá là sáng. Đây là thuộc dạng hoa sơ mi mặt hoa khá là sáng. Cái này cũng nở lâu hết rồi, nên là cái lưỡi của nó, là cả nhà coi cái lưỡi của nó cưng không. Đó, em nói là cái cây này nó có thể là so sánh với cây hồng tây ninh nha, sánh ngang cùng cái cây hồng tây ninh. Đây, cánh hoa khá là sạch, hai cái cánh vai thì nó còn ám một chút xíu, nhưng mà mặt hoa khá là sáng, hai cái cánh vai nó còn ám một chút xíu ở góc.
và mũi sạch, trụ nhị sạch, vàng, lưỡi hồng sơ mi. Lưỡi hồng sơ mi khá là độc đáo. Cánh hoa khá là bầu nha cả nhà. Nè cả nhà xem cái cánh hoa của nó khá là bầu nha. Cánh hoa rất là bầu bỉnh. Một cái cây kiếm rất là đáng sưu tầm. Rất là đáng sưu tầm trong vườn của cả nhà. Cả nhà khỏi cần hoa. Em nói là khỏi cần hoa. Khỏi cần xét về mặt hoa chi cho nó mệt. Chỉ cần cái thân thủ này thôi là cả nhà rất là đáng sưu tầm, khỏi cần hoa. Mặc dù hoa nó rất là đẹp, nó rất là sáng rồi. Rất sáng, rất thơm. Mà khỏi cần hoa, cả nhà chỉ cần mua cái chậu này, mua cái chậu hoa này để nhà mình trang trí thôi là cũng đã rất là đẹp rồi. Tại vì thân thủ của nó phi phàm quá mà. Cả nhà thấy không? Về thân thủ của nó nè. Em đánh giá một cây kiếm này là cây kiếm có giá trị rất là cao. Về tương lai thì hiện tại là giống nó đã có ở ngoài Hà Nội nè, ở miền Tây Nam Bộ nè, miền Đông Nam Bộ cũng chia sẻ được là nói chung là cũng 90 chủ sở hữu cái cây này rồi đó. Nên là tương lai thì em nghĩ là một cái cây kiếm này nó sẽ có giá trị rất là tốt. Hiện tại vườn em này nó được 40 thân ha. Rất là đẹp. Cả nhà thấy không? Thân già củ nào, ý là khi mà nó đã trưởng thành rồi thì nó tích trữ dinh dưỡng ở đây rất là nhiều. Củ nào cũng thấy là y như một cái lon bia, như một cái chai bia ấy. Rất là đẹp. Lá cứng dày đanh luôn. Lá thẳng cứng dày đanh. Đó. Cả nhà thấy chưa? Hiện tại ở hoa lan sông kiếm đã được 40-50 thân của cái hồng thiên ân này cả nhà. Cái này có xuất phát từ rừng Campuchia nha cả nhà, nhưng mà được bạn Hồ Lan Phương Trúc, bạn nó mua về và được sổ ở vườn nhà bạn đó, và bạn chia sẻ cho một số giống hồng thiên ân, một cái tên rất là hay, một cái tên giống như là một cái đặc ân, một cái món quà vô giá mà thiên nhiên nó tặng cho chúng ta. Một cái tên hồng thiên ân nghe nó rất nhẹ nhàng và ý nghĩa. Mặt hoa rất là sáng, hoa e ấp rất là sáng. Cái tai của hồng thiên ân thì cái mặt hoa này nó đánh giá thì nó khá là e ấp. Mặt hoa này khá e ấp. À do mấy hôm nay trời cũng không có nắng lắm đâu cả nhà, nếu mà nắng thì nó sẽ bay nhiều hơn. Nhưng mà mấy hôm nay là trời không nắng lắm nên là nó cũng hơi là e ấp như thế này ha. Cả nhà nè. Mặt hoa rất là e ấp. Hồng duyên dáng và e ấp thôi cả nhà ha. Cần cái cần hoa của nó, cả nhà thấy cái cần hoa dài vô đối, dài lắm. Cần hoa này toàn là trên 1 mét không, 1m2, 1 mét. Cần hoa dài xanh, nó hoa dài xanh, cũng không dít dắt thẳng, cũng thẳng không dít dắt. Mặt hoa, cần hoa màu, cần hoa xanh, dài, không dít dắt. Phân cần cũng tương đối đều, tương đối. Và cái phun bông thì cả nhà thấy không? Từ cái bông hoa đầu tiên nở. Đây, cả nhà thấy không? Từ cái bông hoa đầu tiên nở hơn cả tuần rồi. Đến cái bông hoa cuối cùng. Cái bông hoa cuối cùng nở là đều có một khuôn giống như nhau. Bông hoa cuối cùng nở có một khuôn y chang như nhau. Do đó thì mình đánh giá cây này giữ form bông rất là tốt. Bông hoa cuối cùng của cái cần hoa và cái bông hoa đầu tiên, bông hoa đầu tiên cũng như bông hoa cuối cùng thì chỉ có một form thôi. Hồng thiên ân, cả nhà cùng ngắm lại thân thủ một chút xíu nha. Trước khi kết thúc thì cả nhà ngắm lại thân thủ của hồng thiên ân một chút xíu. Em đã chia sẻ cho được 5-6 bạn về cái giống hồng thiên ân này rồi, thì bạn nào cũng rất là hài lòng về cái thân thủ của hồng thiên ân. Củ này em, cái củ này phải 10 mấy cm. Nói chung là cái củ này nó phải dài 10 mấy cm. Củ em nói là nó củ này em dám so sánh còn hơn gấp đôi cái củ trí nè cả nhà. Nhìn cái củ nè, đây là cái củ của hồng thiên ân, nó phải gấp đôi cái củ trí. Tuy nhiên thì về thân lá của nó thì không thể nào sánh với hoa, thì không thể sánh với trí được thôi. Nhưng mà cả nhà nhìn nè, cái củ hồng thiên ân và củ trí đây, củ trí đây là thuộc dạng là củ này là củ cũng siêu phẩm rồi nè. Củ này thuộc dạng siêu phẩm rồi, củ trí nè. Nó thuộc dạng siêu phẩm, nó tròn o như thế này nhưng mà nó cũng ngắn, nó ngắn chừng 7 cm, 8 cm thôi. Nhưng mà cái củ của hồng thiên ân nè, nhà thấy không, nó phải 10 mấy cm, 10 mấy cm vạm vỡ
cây này thuộc dạng thân phủ phi phàm vạm vỡ như một lực sĩ. Hoa này lại hồng rất là duyên dáng, lá thẳng cứng dày đanh thép lên, nhưng mà lại hoa thì lại rất là duyên dáng luôn. Rồi em xin chào cả nhà nha. Cả nhà có thắc mắc gì về Hồng Thiên Ân thì cứ nhắn tin cho em nha.